Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Apple Channel. Hùng review đây các bạn ạ. Giá rẻ nếu các bạn không muốn mua sản phẩm Poco F3, không muốn mua iPhone để chiến game, thì chắc chắn đây là một cái lựa chọn gọi là tốt nhất đến từ nhà Samsung, chính là chiếc Samsung Galaxy S20 FE. Vì trong tầm giá từ 10 cho đến 12 triệu thì gần như cấu hình của em này nó vô đối nhất tầm giá rồi. Thứ nhất, nó có Snapdragon 865, một con chip hiệu năng rất tốt. Thứ hai, màn hình của nó tần số quét rất cao, 120Hz, với khả năng hiển thị rất được của nó. Đấy. Nhưng mà có rất nhiều anh em nghi ngờ về hiệu năng của chip Snapdragon 865. Không biết là bây giờ tầm giá như vậy nó chiến game nó còn ngon hay không, trải nghiệm chiến game PUBG nó sẽ như thế nào. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau test game PUBG thực tế trên sản phẩm Samsung Galaxy S20 FE này nhá. Và với chiếc Samsung Galaxy S20 FE ở đây thì mình không dùng được với phần mềm PerDock hay phần mềm GamePen để có thể là đo FPS được nữa rồi. Vì hiện tại nhá, phần mềm GamePen tính phí, phần mềm PerDock cũng tính phí 3.000 tệ cho 300 hay 3.000 phút gì đó test game. Nên là thật sự là mình không đủ kinh phí để là mua hai phần mềm đó test game cho anh em. Thế nên là mình sẽ tận dụng được, có cái gì thì xài cả đấy nha anh em. Hiện tại thì mình đang dùng cái phần mềm đo FPS trực tiếp của nhà Samsung, đó là cái phần show FPS trong phần cài đặt của máy ấy. Thì nếu các bạn nào muốn bật thì chỉ phần gỡ lỗi nhà phát triển là có thể là dùng được rồi. Ok. Và trước khi bắt đầu video này thì nếu bạn nào mà quan tâm về sản phẩm Samsung Galaxy S20 FE này với mức giá tốt nhất thì có thể tham khảo ngay tại cửa hàng Sephonet thông qua đường link bên dưới nhé. Còn bây giờ thì các bạn hãy cùng mình đến với nội dung chính của video ngày hôm nay luôn. Test game S20 FE Snapdragon 865. Ok, nói qua một chút về con chip Snapdragon 865 đang có trên chiếc máy này. Thì hiện tại mình đã có chấm qua phần mềm AnTuTu thì nó có thể đo được điểm số là 650.360 điểm AnTuTu nha các bạn. Trong đó CPU của nó là 181.000, GPU của nó là 216.000 điểm. Nếu chúng ta so sánh số điểm này với Poco F3 thì gần như là cái kết quả của nó sẽ gần như tương đương nhau đó các bạn ạ. Tại vì Poco F3 thì nó cũng nằm trong cái khoảng loanh quanh là từ 3650 đến 700.000 thôi. Còn so sánh với iPhone thì gần như với những sản phẩm điện thoại Android nó đã ăn đứt rồi. Ok, bây giờ thì mình đã vào luôn với tựa game PUBG các bạn ạ. Thì với tựa game PUBG có một cái điều đáng buồn là trên những con điện thoại như thế này chúng ta sẽ không bật được 120fps. Và nếu các bạn muốn trải nghiệm 120fps trên những con điện thoại như là S20 FE hay là bất cứ một dòng điện thoại Android nào thì bắt buộc chúng ta phải dùng phần mềm GFX. Đó, con này khi mà mình với những cái trải nghiệm đầu tiên của mình tựa game PUBG Mobile thì mình thấy nó tương đối mượt, gần như chưa có ảnh hưởng, chưa có việc gì cả. Và FPS thì nó sẽ hiện 60 ở ngay trên góc. Đó, và trong cái phần cài đặt setting thì con này có thể bật được Ultra HD. Tuy nhiên thì Ultra HD của nó chỉ có là 40 FPS thôi. Còn ở đây thì mình sẽ ưu tiên FPS càng một cách mượt nhất, cũng như là đồ họa cao. Thế nên là mình sẽ bật khử răng cưa này. Rồi mình sẽ bật một số thứ như HDR cộng với cực độ để có được trải nghiệm trong game là ngon nhất nhé. Âm thanh thì mình cũng đã cho lên cực cao rồi. Và map đấu lần này mình test sẽ là map đấu Erango. Thực sự là mình rất thích map đấu Erango các bạn ạ. Đây là cái map đấu đầu tiên của PUBG và mình cũng đã gắn bó với cái map đấu này ít nhất là 4 năm, tầm 3-4 năm ấy nhỉ. Cũng lâu rồi, từ lúc mà mình chơi PUBG PC tới bây giờ. Nhưng mà dạo này thì mình lười bắn quá, do là bị mất cảm hứng chơi game các bạn ạ. Mình đang khoái vào game Standoff hơn. Ở game Standoff bắn cuốn thực sự. Con S20 FE này thì nó có những cái điểm hay. Ví dụ như là cái loa của nó là hệ thống loa kép, nên là các bạn nghe cảm giác âm lượng rất lớn đúng không? Và cũng như là chi tiết âm thanh của nó ngon. Nên khi mà mình nghe âm thanh địch các kiểu thì mình thấy là thoải mái. Chi tiết âm thanh ngon, định hướng trái phải trước sau ổn, ít nhất là trong phòng chờ. Mình cho tất cả âm thanh của mấy ông này xuống thấp đi, tại vì mấy cha này nói chuyện ồn quá. Đấy. Và thêm một cái nữa là cái cảm giác cầm nắm của con S20 FE này khá là tốt. Tại vì sao? Nó làm mặt lưng nhựa mà là nhựa nhám ấy, nên là khi mà mình cầm vào cảm giác không có bị trơn, không có bị rít tay. Nên là khi mà mình cầm nắm để chơi game thì khá ổn, khá là thích ở điểm này. Và màn hình của nó là một cái màn hình có kích thước khá lớn, và đặc biệt là nó không có tràn viền, không có màn hình cong. Và cái viền trên, viền dưới của nó cũng không thực sự là quá mỏng, nên là khi mà chúng ta cầm vào chơi game thì mình thấy ổn. Cái camera selfie của nó thì đặt ở đây, và camera selfie của nó không ảnh hưởng quá nhiều đâu. Nói chung là không có vấn đề gì cả. Đồ họa trong game thì rất là nét, và đây là một cái điểm mà mình chưa thích. Tại vì là với một chiếc điện thoại mà đồ họa nó nét như thế này thì khi mà mình chơi game ấy, mình cảm giác là nó nhìn địch nó hơi khó. Mấy anh cha trong game này nói chuyện vẫn to. Để mình tắt luôn đi, mình sẽ cho về 10 đi. Mấy thanh niên trong game nói chuyện to quá.
Tiếng máy bay nghe rất tốt, FPS bây giờ vẫn ở mức 60. Phải công nhận rằng là cái phần mềm đo FPS của Samsung nó rất là thực tế và hiệu quả. Này chơi vào khu vực cảng Novo, âm lượng rất lớn này, mình đã cho lên mức tối đa rồi. Và FPS hiện tại của nó và thời gian hiện tại là 19:23 và cũng như là 97% pin. Các bạn để ý thời gian để biết là sau một trận đấu thì nó còn lại bao nhiêu phần trăm pin nhé. Quãng đường từ đây qua bên Novo là hơi xa, 1,5 cây số, không biết thanh niên này qua nổi không. Có một team bay cùng này, có một team vào cảng Novo nhá, có một team vào cảng Novo hoặc là nó qua bên quân đội rồi. Team này bắn căng nhà, đồ họa HDR nhìn trong game rất là đẹp, cực kỳ chi tiết luôn, nhìn nó khá là thật các bạn ạ. Nhưng mà đồ họa nó đẹp quá, khi mà mình vào game mà mình xác định vị trí các kiểu thì nó khó, tại vì nó hơi bị lấn vào môi trường đấy các bạn thấy không. Mình thấy thanh niên là kia ở góc trái này, nhưng mà nhìn xa thì nhìn không được. Và mình cảm giác là con S20 FE này đã bắt đầu nóng lên rồi. Ok, có khẩu SK là ngon. Cái quả công lại mấy thanh niên luôn. Đồ họa trong game mình cảm thấy là đẹp, nhưng mà nó bị mờ kiểu gì ấy các bạn. Nó có một cái lớp xương, cảm giác như có một cái lớp xương trên màn hình á. Ui, bắn nhau căng quá. Đồ họa trong game nhìn nó hơi bị mờ các bạn, nhìn nó không được chi tiết lắm. Ý là đẹp thì có đẹp, nhưng mà cảm giác là cái đồ họa nó có một cái lớp xương hay sao, có cảm giác nó không được rõ lắm. Kiểu khi mà mình nhìn xa xa thì nó bị mờ. Nên công nhận là đồ họa này đẹp, nhìn nó rất là thật. Nhưng mà nó bị lấn với môi trường, nên khi mà chúng ta combat bắn nhau thì nhìn xa nó hơi không tốt. Với cả là map này hình như là map sương mù rồi, tại vì mình nhìn xa cảm giác nó bị mờ mịt luôn. Ui, được của nó, có play gun. Hôm nọ mình nhảy vào khu vực quân đội cũng có play gun, lần này cũng có play gun, ngon luôn. FPS là 60 nhá, khá ngon. Nãy giờ là 19:23 đúng không? 19:23, 98% pin. Ui, có K98 này, súng bắn tỉa. Thôi mình sẽ thay thế cái khẩu Scar bên mình vậy. Cảm giác hơi giật nha, nó bị drop nhẹ. Nhưng mà trên cái phần mềm của Samsung thì nó vẫn báo là còn nguyên. Cũng hơi khó hiểu. Ui, có M4 này, mình cũng khá là thích bắn M4. Nhưng mà đi theo squad thì AK là lợi thế hơn vì đam nó rất là mạnh. M4 thì được cái ưu điểm là ít giật. FPS theo như cái biểu đồ của Samsung thì cái phần mềm của Samsung thì nó vẫn là 60 các bạn. Khá ngon. Khu vực này chưa có giao tranh gì, nãy giờ thì mình đu lút dạo không. Cảm giác điều khiển di chuyển trên cái màn hình của con F20 FE nó hơi rít. Nó hơi rít kiểu gì á. Máy nóng lên hơi nhanh nha các bạn. Máy nóng lên khá là nhanh. Bật scope thì vẫn đều 60. Tầm 10 phút rồi máy bắn nó nóng lên khá là nhiều rồi. Ở cái phần mặt sau phía trên của máy. Mình cảm giác rằng là cái phần mềm đo FPS của nhà Samsung nó không được chuẩn xác các bạn ạ. Tại vì với cá nhân mình là một người chơi game khá là nhiều kinh nghiệm, và mình đã chơi cả những con máy 120fps và những tựa game 120fps, và kể cả là PUBG 120fps hoặc là 60fps, thì những cái lúc như thế này là chắc chắn nó bị drop rồi. Nhưng mà trên cái phần mềm của nhà Samsung thì nó vẫn báo ở đây là đều 60. Thì mình cũng không biết tại sao lại như vậy. Này cảm giác là hơi lag, hơi giật này. Mình nghĩ là FPS khúc này khoảng tầm là 54 hoặc 55 thôi. Với đồ họa HDR như này thì rất là khó nhìn, thực sự luôn. Rất là khó nhìn và nhìn gần như nhìn xa không được các bạn ạ. Mình nhìn xa là không được luôn, bị mờ quá. Chắc là mình sẽ giảm độ họa xuống smooth để có được trải nghiệm tốt hơn. Mình sẽ giảm độ họa xuống smooth nha các bạn. Ok, nhìn đồ họa bây giờ nó thoải mái hơn rất là nhiều rồi. Thế các bạn mình sao mình không thể nào mà chơi nổi đồ họa HDR ấy. Ui, ốp luôn. Men, hiện nay có gì.
Nhiều tiếng chân quá. Đến số 4. À, phòng đi khéo bên đâu mà. Bố vô đây. mấy ông miền Trung thì bán hài quá. Kèo này hơi căng đấy các bạn ạ. Còn một thanh niên ở bên kia. Xa quá, không thấy được. Tôi. À đây. Trên nhà, nó nằm trên nhà rồi. Ủa, nó nằm ở ngay bãi cỏ trước cửa nhà, mình không để ý, trời. Sao để bơm máu xong phát úp luôn. Mình bị mê cả rồi. Nó nằm bị lác đồi ra ta. Đấy đi một thân đi. Nó chạy rồi. Wow, số 1 trời căng phết nhở. Enter tanh lên luôn. Chắc chắn thằng kia nó nhảy xuống dưới rồi. Ui. Ui, mấy ông này trình pro thực sự. FPS vẫn đều 60 à? Căng nha. Mình khoái bán X6 hơn. Quả X8 này bắn nó kiểu gì á? Di chuyển ở đây khúc này cảm giác hơi lag các bạn ạ. Vì bây giờ đồ họa gần như là căng nhất game rồi. Có mưa hiếu, sương mù các kiểu nữa. Trận này khá là căng các bạn ạ. À, để mình đo xem là nhiệt độ bây giờ nó rơi vào tầm bao nhiêu nhé. Hiện tại là khoảng tầm 47 độ ở khu vực phía trên, khu vực mà mình cảm giác là nó nóng nhất này, nóng ran luôn. Và khu vực trung tâm của máy thì nó rơi vào tầm 43 độ và bên dưới của nó rơi vào tầm là 41. Nhìn chung thì nhiệt độ con này khá là cao nha các bạn, không hề quá mát đâu. À, về con chip Snapdragon 865 thì nó luôn luôn như vậy rồi. Và mức nhiệt độ ở đây thì nó rơi vào tầm là 48 độ cho cái khu vực là nóng nhất. Ui, mình vừa quay ở đâu? 50 độ này các bạn. Khu vực này tầm 50 độ, 51 độ chắc ở đây là vị trí của con chip Snapdragon 865. Đấy. Chính là con này chơi game ngon nhưng mà nhiệt độ thì vẫn là một trong những cái điểm gọi là chí mạng. Nếu mà máy nào mà chơi game càng tốt thì chắc chắn nhiệt độ của nó càng cao. Xuống như nhẹ xe. Từ bình tĩnh. Ở đâu ấy? Có cần. Ở phía trên bị con bát rồi các bạn ạ. Mà tôi đợi được biết mẫu rồi. Team 11 người mà anh toàn bộ có 11 người mà team mình mất 4 người rồi thì chắc chắn rằng là cái những team còn lại chắc tầm 2-3 team thôi. Rồi đấy, máy chứ bạn, đây bạn. Ôi mà một viên không chết ta, một viên không đi ta. Đây là sao cục đá này. Đi người nữa. Ui. Toàn. Tiến ơi. Ốp một viên không chết các bạn ạ. Mình bắn bằng cái quần mà một viên không chết, mặc dù không có giáp quần. Mấy ông này công ác thực sự. Ui có thính này. Còn 2
Kèo này hơi khó đấy các bạn, không biết có ăn nổi không? Thì thắng người con một thang và hai thang nữa ạ. Đi đi. Chúng tôi nhỏ. Vòng bo cuối cùng mà không biết núp ở đâu mới cay chứ. Hy vọng hai thanh niên cuối mình có thể giết được một thằng. Không có nhà vệ sinh luôn. Không biết bò đâu rồi. Mày chạy đường thì mày chạy từ từ. Khu này nhà mở cửa đây. Còn hai thằng nữa không biết nó núp ở đâu kín thật. Ui. Năm rồi. Mấy thằng à? Lộ. Ngáo vai các bạn ạ. Không được thằng ấy. Không biết thằng niên còn lại ở đâu ấy. À. Ok, nói chung là như vậy thì mình cũng đã trải nghiệm game trên cái sản phẩm Samsung Galaxy S20 FE này rồi. Đây là một chiếc máy mà mình đã trải nghiệm game khá là tốt. Với tựa game PUBG này thì với một trận đấu của mình nhá, 19h23, 19h50 là nó rơi khoảng tầm 27 phút. Và thời lượng pin còn lại của nó là 88% pin. Như vậy là mất 10% pin và chúng ta sẽ có 2,7 phút cho 100% pin. Và nó có thể chơi game liên tục được tầm là 270 phút. Và chia cho 60 nữa thì nó sẽ rơi vào khoảng là tầm gần hơn 4 tiếng, gần 5 tiếng. Thực sự mình thấy rằng về pin thì con Galaxy S20 FE này thì khá là ổn. Nói chung thì cũng không đến cái mức tồi. Và trải nghiệm trên game bộ này thì khá là ngon. FPS thì duy trì đều ở mức 60. Tuy nhiên thì mình cảm giác trong game nhé, đôi lúc nó vẫn có tình trạng là bị giật lag và bị drop FPS khá nhiều. Nhưng mà cái phần đo FPS của nhà Samsung này mình cũng không hiểu tại sao là nó chỉ có hiện là 60 thôi. Mặc dù trong những cái lúc mà mình chơi thì mình cảm giác là nhiều pha nó bị drop xuống tận là có thể là 50, 51, 52 gì đó, nhưng mà nó không có hiển thị. Đó. Trải nghiệm chung của mình là khá ngon. Nói chung là cũng không có vấn đề gì đáng phải chê trách cả. Có một cái điều mà mình không thích trên S20 FE đó chính là nó sẽ không có sắc âm thanh 3.5. Đó, nên là các bạn nếu muốn dùng thì bắt buộc chúng ta phải dùng với cả ổng USB Type-C ở ngang bên dưới. Và con này nhá, có một cái nhiệt độ khi mà chơi game thì cũng không phải là quá mát. Nó rơi vào tầm là 51, 52 độ C như các bạn đã thấy đấy. Đây là 45 này. Và khu vực ở phía sau lúc mà đỉnh điểm của chơi game nó nóng nhất là đến là 51 độ C. Còn bình thường nếu anh em chơi những tựa game nhẹ hơn thì nó có thể rơi vào tầm là 45 đến 47 độ. Thì cũng không phải là một cái mức nhiệt độ nó quá mát. Nếu các bạn muốn nó chơi game một cách thoải mái hơn thì có thể dùng thêm những sản phẩm quạt tản nhiệt để có thể hỗ trợ và cũng như là giúp hiệu năng của máy trở nên tốt hơn xíu nhé. Ok, video của mình thì xin tạm dừng tại đây. Anh em nghĩ sao về sản phẩm Samsung Galaxy S20 FE? Tầm giá như vậy thì mình thấy rằng là Galaxy S20 FE nó đã làm thực sự quá tốt nhiệm vụ của mình rồi. Chiếc điện thoại Samsung mà mình thấy rằng là đáng mua nhất trong tầm giá. Ok, hy vọng các bạn sẽ để lại một like và subscribe nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.